5 con giáp may mắn không ai sánh bằng trong ngày 15 tháng 2 âm lịch Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông Lời đầu tiên thay mặt bắt biên tập chương trình Xin kính chúc quý vị gặp được vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an à, Quý vị thân mến à, Nói chung ấy, hôm nay là ngày rằm tháng 2 âm lịch Và trong ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn Về những con giáp may mắn nhất trong ngày 15 tháng 2 âm lịch năm 2024 Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong ngày 15 tháng 2 âm lịch. Những con giáp dưới đây sẽ được âm phủ dương trợ, cho nên các bạn sẽ gặp may mắn tột đỉnh, khó ai sánh bằng. À, những con giáp này sẽ được bể trên ban lộc, gặp may mắn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, từ chuyên môn đến cái việc tiền bạc đến chuyện tình cảm. Ai đang nghèo khó thì có người cho tiền, mà ai đang thất nghiệp thì cũng sẽ bất ngờ tìm được cái công việc trong mơ. Ai mà chưa có người yêu ấy, thì khả năng cao sẽ tìm được một nửa kia ưng ý. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, chúng ta biết ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2, ngày rằm tháng 2 âm lịch đó là ngày đinh hợi. Đầu tiên chúng ta có cục diện là hội và dần là lục hợp. Vì vậy những người tuổi dần sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Những người tuổi dần vui tươi, thoải mái. Trong những ngày hôm nay nhờ cục diện lục hợp với che chở, các bạn sẽ tìm ra được cái không gian để tự do thoải mái thể hiện cái con người của mình. À, bên cạnh đó thì cũng có nhiều người ghi nhận cái công sức của các bạn bên cạnh đó những người tuổi dần lại được chính ấn nó xoay chiếu nó giúp đỡ vậy nên những người tuổi dần cảm thấy tự hào với những cái gì mà mình làm được à, có thể chúng không hoàn hảo nhưng cho thấy các bạn đã thực sự nỗ lực cố gắng rất nhiều so với trước đây cái vận trình của các bạn cũng được nâng đỡ rất nhiều bởi cái quan hệ là gì lục hợp dần hợi nó nó tương trợ vượt qua những cái khó khăn cái gian khổ trước đó nên thời điểm này những người tuổi dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân giúp đỡ chỉ có cát vận mà thôi à, các bạn có nhiều cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều cái trọng trách quan trọng song đó cũng là cái áp lực khá lớn đối với những người tuổi dần lúc này thì những người nỗ lực kiên trì tới cùng ấy sẽ có được những cái thành công như ý và ngược lại à, nói chung ấy, công việc thì hanh thông thuận lợi tài lộc của các bạn cũng có nhiều cái dấu hiệu tăng tiến cái chuyện kiếm tiền nó cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các hợp đồng được ký kết tiến hành một cách là gì? suôn sẻ, thuận lợi. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán nhờ vào cái nhân duyên tốt mà cái việc bán hàng nó cũng tốt hơn so với thời gian trước đó. Bên cạnh đó, lại được casting tinh nó chiếu mệnh, nó giúp đỡ. Vậy nên cái chuyện tình cảm cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực. Những người độc thân thì vượng vận đào hoa cũng sớm tìm được nửa kia tâm đồng ý hợp với mình. À, các cặp đôi thì cũng đang trải qua một cái giai đoạn vô cùng là mặn nồng ngọt ngào của cái tình yêu à, có thể tính đến cái chuyện trăm năm vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi ấy, tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại chín tám chín ba để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay ngày 15 tháng 2 âm lịch ngày đinh hợi không ai khác đó chính là những người tuổi mão à, trong ngày hôm nay thì những người tuổi mão được cục diện là hợi mão mùi nó tương trợ đúng không ạ vậy nên những người tuổi mão sẽ có vận trình nhân duyên khá là tốt những góc nhìn mới mẻ của người ấy dường như càng gia tăng thêm với sức mạnh thêm sự sáng tạo cho những người tuổi mão do được cục diện tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ những người độc thân trong thời gian này thì có nhiều cái tín hiệu đáng mừng những cánh cửa hạnh phúc đang mở ra để đón chào các bạn bên cạnh đó cái nguồn động viên mới từ cái thiên ấn nó mang lại nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi mão tự tin hơn cho dù là hiện tại các bạn biết rằng mình vẫn còn những cái thiếu sót nhất định cái sự khiêm tốn và ham học hỏi cũng giúp cho các bạn nhận được cái sự quý mến tôn trọng từ đồng nghiệp Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó hỗ trợ cho các kế hoạch liên quan đến tiền bạc của những người tuổi mão được hanh thông thuận lợi. À, các bạn sẽ tránh được một số cái rắc rối không hay khi mà biết gì, nghe ngóng cái thông tin, ưu tiên những cái giải pháp an toàn ở hiện tại. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. À thưa quý vị ở trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi tuổi mùi được cục diện là thực thần nó ghé thăm. Thực thần nó cũng mang lại cái cảm giác thư thái an toàn và những cái động lực lớn cho những người tuổi mùi. Các bạn sẽ được truyền cái động lực để biến những cái mục tiêu của đang giang dở của mình trở thành hiện thực. Thêm nữa, tài lộc của các bạn cũng có nhiều cái dấu hiệu được tăng tiến. Cái chuyện kiếm tiền nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ thì đều diễn ra một cách suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán nhờ vào cái nhân duyên tốt mà cái việc bán hàng nó cũng được tốt hơn nhiều. Bên cạnh đó, nhờ có tinh nó xoay chiếu, nó sẽ giúp cho những cái chuyện tình cảm của các bạn cũng có những cái chuyển biến tích cực. Những người độc thân thì vượng vận đào hoa, sớm tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình. À, các cặp đôi thì cũng trải qua cái giai đoạn vô cùng là mặn nồng, ngọt ngào để tình yêu nó được gì thắm thiết và dễ tính đến chuyện trăm năm hạnh phúc. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp thái tuế, hợi, mão, mùi nó cũng sẽ giúp cho cái vận khí hanh thông thúc đẩy cái công việc tiến triển thuận lợi có quý nhân tương trợ giúp đỡ, viễn cảnh tươi sáng cũng đang mở ra trước mắt đối với những người tuổi mùi. Một chương mới tốt đẹp đang chờ đón những người tuổi mùi Đấy. trong ngày hôm nay. À, các bạn sẽ cảm nhận được cái sự trọn vẹn của cuộc sống khi mà nhìn thấy cái niềm vui, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những người mình thương yêu nhất. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hậu thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư không ai khác đó chính là những người tuổi xíu. Thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi xỉu làm gì cũng thấy an tâm và được mọi người ủng hộ nhất là trong ngày hôm nay được cục diện tam hội là hợi tý xỉu nó tương trợ nó giúp đỡ các bạn thường xuyên nhận được những lời động viên đúng lúc đúng chỗ giúp cho tinh thần của các bạn được thoải mái hơn người tuổi xỉu có cái nhìn vô cùng là mới mẻ và lạc quan trong cái ngày hôm nay do được thực thần nâng đỡ không những thế, những cái tấm gương tốt xung quanh các bạn cũng trở thành cái động lực để các bạn cố gắng hơn. Đó là cái nền tảng khá vững chắc cho cái cuộc sống tương lai của những người tuổi xỉu. Ngay cả khi mà mọi sự thuận lợi thì bản mệnh cũng không được tiêu xài quá phung phí. Và gì không nên quên để dành một khoản tiền để phòng những rủi ro cũng như là gì đầu tư để cho tiền để ra tiền nhiều hơn. Lúc mà gặp khó khăn thì các bạn càng thấy rõ cái tầm quan trọng của cái tiền nó mang lại cho mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu thưa quý vị những người tuổi dậu có thể nhận thấy cái vận may đang tiến gần đến mình à, trong ngày hôm nay do được thiên tài nó ghé thăm thậm chí có người còn nhận được những món quà đắt tiền khiến cho bạn phải phân vân mãi là có nên nhận hay không à, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng được cải thiện rất là tốt trong cái thời gian này nhờ đó mà các bạn cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn khi mà đi làm à, thế nhưng nếu vấn đề của các bạn là ở cái kỹ năng ấy, thì các bạn nên cố gắng tìm cách để nâng cao cái năng lực của mình lên Bên cạnh đó, về khía cạnh sức khỏe của những người tuổi dậu trong ngày hôm nay ấy, thì cũng có những cái báo động khiến các bạn phải lưu tâm hơn trong cái thời gian này. Vì các bạn đã bỏ lỡ một thời gian khá dài, vậy nên hãy chậm rãi để bắt đầu một cái chế độ luyện tập thể dục thể thao thường xuyên với cường độ phù hợp. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi hợi. Thưa quý vị, những người tuổi hợi muốn thể hiện một chút quyền lực của mình trong ngày hôm nay do cục diện tự hình nó xuất hiện thế nhưng dường như chẳng ai để ý hoặc là gì không ai để sợ lời khuyên dành cho những người tuổi Hợi trong ngày hôm nay cần không cần phải cố gắng chứng tỏ cái điều gì cả quý vị hãy cứ cư xử bình thường đơn giản như các bạn trước đây là được à, thêm nữa trong ngày hôm nay có chính quan nó tương trợ nó giúp đỡ nó cho thấy cái sự cẩn trọng đã giúp cho những người tuổi Hợi nâng cấp được cái vị thế của mình trong công việc à, nhiều người sẽ hứa hẹn được thưởng hoặc được tăng lương thăng chức trong cái thời gian này À, các bạn nên chăm sóc cái giấc ngủ thật tốt hơn để cải thiện cái tinh hình tinh. À, các bạn cũng nên chăm sóc cái giấc ngủ của mình tốt để cải thiện cái tình hình sức khỏe hiện tại. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp may mắn nhất trong ngày rằm tháng 2 âm lịch ngày đinh hợi và trong ngày rằm tháng 2 âm lịch ngày đến hợi, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. À, các cát tinh nó hội họp nó xoay chiếu giúp cho những con giáp này có vận đỏ như son. À, con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi dần, thứ hai tuổi mão, thứ ba tuổi mùi, thứ bốn tuổi sửu, thứ năm tuổi dậu và thứ sáu là những người tuổi hợi. Đây là con giáp được cát tinh chiếu mệnh thần tài gọi tên đó dễ có được cơ hội giàu sang phú quý sau một đêm À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. xin cảm ơn.